Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Hé lộ ý đồ của Trung Quốc khi bất ngờ dịu giọng về vấn đề Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, những khoảnh khắc bất ngờ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại các hội nghị thượng đỉnh ở Đông Nam Á hồi tuần trước đã mang đến những cái nhìn hiếm hoi về nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ và sự trấn an về chính sách ngoại giao thời hậu đại dịch của ông. Trái ngược với thái độ cứng rắn của ông tại đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng trước, nơi ông tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 chưa từng có tiền lệ. Ông Tập Cận Bình tỏ ra thân mật và hợp tác tại Hội nghị Thượng đỉnh C20 ở Bali và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Bangkok cách đây không lâu. Đọc tuyên bố chung nhân kỷ niệm 20 năm, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC được thông qua vừa qua và bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, tưởng chừng như các vấn đề ở Biển Đông đã kết thúc và một kỷ nguyên hòa bình đã bắt đầu với cách tiếp cận thay đổi của Trung Quốc. Tuyên bố chung trên nhấn mạnh về việc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Tuyên bố cũng nhấn mạnh cam kết duy trì và thúc đẩy một môi trường có lợi để thực thi đầy đủ, hiệu quả DOC và để sớm thông qua một quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, thực chất và hiệu quả dựa trên sự đồng thuận, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả UNCLOS 1982. Trong khi cam kết duy trì thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông đã được tái khẳng định. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc UNCLOS 1982, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á TAC, 5 nguyên tắc chung sống hòa bình và các nguyên tắc được công nhận phổ quát khác của luật pháp quốc tế sẽ đóng vai trò là những chuẩn mực cơ bản chi phối quan hệ của các quốc gia. Tương tự, bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại APEC cũng đi theo đường hướng trên. Ông Tập đã nói về sự cần thiết phải đi theo con đường phát triển hòa bình cởi mở và bao trùm, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của tiêu chuẩn kết nối cao hơn nữa cũng như đặt kế hoạch cho sáng kiến phát triển toàn cầu GDI của ông nhằm giải quyết sự mất cân bằng trong phát triển. Cả hai bài phát biểu trên của ông Tập Cận Bình đều chỉ ra rằng đã có sự thay đổi quan điểm của Chủ tịch Trung Quốc về kỷ nguyên chèn ép bắt nạt sẽ chấm dứt, chung sống trong tình trạng hỗn loạn ở Biển Đông sẽ được chuyển thành chung sống trong hòa bình mà không có sự xâm phạm nào đối với vùng đặc quyền kinh tế EEZ của các quốc gia khác. Và khu vực này sẽ được quản lý bởi luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Không có kịch bản nào tốt hơn có thể được hình dung cho Biển Đông, nơi căng thẳng đang leo thang. Một số chuyên gia nhận định rằng, sau khi đảm bảo nhiệm kỳ thứ 3, ông Tập Cận Bình đang cố gắng quảng bá hình ảnh của mình như một chính khách có trách nhiệm và là sứ giả hòa bình. Tuy nhiên, điều này quá xa vời. Những tuyên bố như vậy cũng đã được đưa ra trước đó. So sánh hai bài phát biểu trên với tuyên bố chung được đưa ra năm 2021 nhân kỷ niệm 30 năm đối thoại ASEAN-Trung Quốc cho thấy rằng những đảm bảo tương tự cũng đã được đưa ra. Khi đó, ông Tập Cận Bình đã đưa ra các cam kết tương tự trong tất cả các hoạt động tiếp xúc ngoại giao. Tại APEC, ông Tập đã cố gắng quảng bá sáng kiến vành đai và con đường BRI cũng như GDI của mình. GDI là ý tưởng mới của ông Tập Cận Bình, trong khi BRI trở nên không bền vững và lu mờ. GDI ít đem lại rắc rối, trong khi đem lại hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, cả hai đều là một phần trong ngoại giao ban nợ của Trung Quốc. Với việc ông Tập Cận Bình sử dụng sự lừa dối, ép buộc sức mạnh kinh tế cũng như sức mạnh quân sự như những công cụ trong nghệ thuật cai trị để đối phó với các nước ASEAN, tuyên bố chung được đưa ra cho năm nay là bài phát biểu tại APEC có thể được xếp vào loại bài phát biểu nước đôi thường thấy của Chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình là đệ tử vĩ đại của Tôn Tử, người đã tuyên bố rằng tất cả các cuộc chiến đều dựa trên sự lừa dối. Ông Tập Cận Bình đã nắm bắt được khía cạnh này của cuộc chiến. Phát biểu nước đôi của ông Tập là một phần trong chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu bằng cách giữ cho các đối thủ yên tâm về việc Trung Quốc sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề thông qua đàm phán, trong khi thực hiện các bước nhỏ, không thu hút bất kỳ phản ứng đáng kể nào từ những nước khác. Nhưng những điều này sẽ tích lũy dần theo thời gian và sẽ trở thành một thách thức chiến lược nghiêm trọng. Thực tế là ngay cả sau 20 năm, DOC vẫn chỉ là một văn bản chính trị trên giấy và đang được Bắc Kinh sử dụng thường xuyên để nhấn mạnh rằng cần phải tạo ra một môi trường phù hợp để thực hiện nó. Nỗ lực này là để phản ánh rằng các nước ASEAN phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ đó.
COC mặc dù có một dự thảo duy nhất nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện. Dự thảo duy nhất về trước các quan điểm không thể dung hòa của các bên liên quan. Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiết lộ chiến lược và mục tiêu của ông ở Biển Đông, trong đó nhấn mạnh về việc sử dụng vũ lực giành chiến thắng trong các cuộc chiến cục bộ cũng như kế hoạch phục hưng của Trung Quốc. Phục hưng ở đây có nghĩa là giành lại tất cả các khu vực ở ngoại vi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Mục tiêu tổng thể của Trung Quốc cần phải được theo dõi kỹ càng, hành vi hung hăng hoạt động xâm lấn vào EEZ của các quốc gia khác. Chèn ép, bắt nạt và sử dụng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh không chỉ nhằm chiếm đóng Biển Đông mà còn nhằm phá vỡ các yếu tố cốt lõi của trật tự quốc tế. Dựa trên luật lệ trong vài năm gần đây, hành vi hung hăng của Trung Quốc đã gia tăng đáng kể, trong đó gồm có việc đặt giàn khoan dầu trong EEZ của các quốc gia khác, cản trở hoạt động khoan dầu của các quốc gia khác trong khu vực của họ, thường xuyên tuần tra trong khu vực đường chín đoạn. Tận dụng các hoạt động gây ảnh hưởng để thao túng tâm lý của các mục tiêu, bao gồm với quy trình chính sách, thu phục các chính sách tham nhũng của các đối thủ bằng các biện pháp bất hợp pháp, sử dụng nguồn nước làm khí tài, tăng cường tuyên truyền để thuyết phục các nước khác về yêu sách của Bắc Kinh. Trung Quốc cũng thường xuyên cấm các quốc gia khác đánh bắt cá, bề ngoài là để bảo vệ môi trường biển, nhưng thực chất là để từ chối hoạt động đánh bắt cá của các quốc gia khác. Trong khi đó, lực lượng dân quân Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động đánh bắt cá. Trung Quốc không chỉ tạo ra các đảo nhân tạo mà còn quân sự hóa các thực thể này, cho dù họ đã đưa ra lời đảm bảo với Mỹ vào năm 2015 là sẽ không tiến hành các hoạt động như vậy. Hỗ trợ thương mại cho tài chính được lợi dụng là mồi nhử để lôi kéo các nước ASEAN ủng hộ Trung Quốc để khẳng định yêu sách của mình ở Biển Đông. Trung Quốc đã thành lập các đơn vị hành chính tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời trao quyền cho lực lượng hải cảnh để ngăn chặn các tàu thuyền nước ngoài. Ở Biển Đông, Bắc Kinh có lợi ích gấp 4 lần thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với đường chín đoạn, bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông và Đài Loan, thiết lập quyền bá chủ bằng cách loại bỏ tầm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực và dần mở rộng ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương. Trung Quốc đã tuyên bố rằng chủ quyền của họ ở Biển Đông là không thể thương lượng. Nước này cũng cho rằng đằng sau tranh chấp Biển Đông có sự cạnh tranh của Washington và Bắc Kinh. Do đó, trọng tâm của Trung Quốc là thay đổi nguyên trạng trong khu vực bằng cách thiết lập quyền bá chủ của họ. Hiện có cảm giác rằng, một khi chiếc ô an ninh của Mỹ bị loại bỏ khỏi khu vực này, các quốc gia nhỏ hơn đang tranh chấp với các yêu sách của Trung Quốc sẽ phải chấp nhận chủ quyền của nước này trong đường chín đoạn. Trung Quốc coi việc quyền kiểm soát không thể tranh cãi đối với khu vực ở Biển Đông là hoàn toàn cần thiết. Vì các lý do chiến lược kinh tế và thương mại, giờ đây, các nước ASEAN đang nhận ra sự hai mặt của ông Tập Cận Bình sau khi Malaysia đệ trình lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa CLCS yêu cầu quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Một số công hàm ngoại giao đã được 10 quốc gia trao đổi, trong đó có Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippines và Trung Quốc. Đây là các bên có yêu sách trực tiếp liên quan đến Biển Đông. Ngoài ra còn có các quốc gia khác như Australia, Pháp, Đức, Mỹ và Anh và các bên hoàn toàn không có yêu sách ở Biển Đông. Ngoại trừ Trung Quốc, các quốc gia khác đã đề cập rằng các yêu sách về quyền và quyền tài phán ở Biển Đông phải phù hợp với UNCLOS và để hỗ trợ cho quan điểm của mình. Các nước này đã viện dẫn phán quyết của tòa trọng tài thường trực PCA năm 2016 tại La Hay, Hà Lan. Các thành viên trong nhóm bộ tứ Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ đang thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và chấp nhận vai trò trung tâm của ASEAN. Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không thể đạt được nếu không có hòa bình ở Biển Đông. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!